chị cho cô chú cơ chịu xin gì vậy? Chút nào mới chào nè. Chào cô chú, cô chị. Bỏ sáng như nhẹ. Chúc bỏ sáng như nhẹ. Gọi lên nó gọi được khó thì gọi lại đi. Su sáng nó dậy sớm lắm. Dậy mới 5 giờ à. Nó cài 4 giờ mấy. Mới 5 giờ mấy nó dậy rồi. Kiểu này mà sáng mà để cho Su dậy chở Na đi học, chắc Na đi sớm nhất trường. Đi mà đi bằng xe đưa đón học sinh luôn trời. Xe đưa đón học sinh đi sớm lắm. Khoán đi học à? Có dựng chân trống đàng hoàng không? Dựng thẳng nghe chưa? Vô vô ơi, cất điện chìa khóa đàng hoàng, cất vậy mất sao? Có cho bạn nào bấm hết mau hết pin nghe chưa? Dạ. Ai vậy? Ai vậy? Ai vậy? Dưỡng gì? Cắt tóc rồi là Dưỡng hai đúng không? Dưỡng hai đúng không? Đây mày lấy cho, mày lấy cho. Lấy cọng tóc ra, lấy cọng tóc trong miệng ra nè. Đây. Đó. Đi ăn hả? Ủa dạ? Ủa nè. Cất dạ? Ừ, cất rồi. Cất dạ hả? Ừ. Thôi mẹ, hỏi ấy ngủ. Hỏi cho Na hả? Ủa Na mà. Có ai lấy không?
cơm cho đấy. Bye bye. Na được đi thang máy nào khoái. Chào mọi người, giờ thì em sẽ gói hàng nha mọi người. Em vừa mới được một đơn em body to của TikTok shop. Ủa?
mẹ đón đường kia, Suna đi đường này, số đi đường này hay vậy? Bạn đi về rồi. Dạ hả? Bạn đâu? Bạn đâu? Bạn ấy đi về chung với bạn luôn. Dạ hả? Hả? Nam ăn dép của chị Su hả? Dạ là chị Su mở dép luôn, mang giờ Nam ăn dép luôn. Đi giờ. Bạn đâu? Mẹ lúc chạy ra, mẹ lúc từ trường chạy ra quá trời xong rồi. Dạ xong rồi vừa chạy vừa bắt kèm con con. Trời ơi, sướng sữa hết rồi. À, hết rồi. Ghê, hồi mua sữa uống. Ủa, sữa Milo nè đâu? Không. Sữa Milo đâu rồi? Không. Hồi sữa Milo hồi của Su với Na hồi sáng á. Sữa Milo đâu? Thùng gì hả? Thùng kem. Không biết điểm kéo mà ăn lấy mất tiền của ta luôn. Uống hộp sữa 8.000 xu còn nhiêu? 6.000 xu còn 6.000 xu có mua bịch bim bim với lại cái kẹo à. Nó tại đi học có tiền mẹ trả cho nha. Mời mẹ. Mời mẹ bắn. Uống sữa đi. Cho chị xuống miếng chứ. Chị thì đừng nằm mơ đi ăn bánh của chị xuống. Nên lúc mà mà lên xe á, lúc mà Su rước nó á, xong rồi Su kêu nó lên xe thì sao? Thì nó lên. Nó lên hả? Có bạn Su kêu anh rước nữa. Đó hả? Bạn chạy xe đạp em. Bạn gì? Con Quỳnh Anh. À, cái con nhỏ mang kiến hả? Xong rồi bạn nó kêu là bà đi học bằng xe đạp điện đúng không? Kêu đúng, cái kêu đi về chung với tôi đi. Bạn tôi không đi về hết trơn, bỏ tôi đi mình à. Cái kêu đi, xong rồi đi lên nước xong rồi kêu á, tôi kêu clip á. Tôi chơi như này thôi nè. Ý là cũng không cần phải giống đâu, nhưng cái kiểu nó nhưng mà có gắn lắm giả không hay là mắng thiệt luôn? Mắng thiệt như vậy luôn đúng không? Được rồi. Gán này màu tám với màu trắng thôi, màu trắng với màu nhũ thôi. Ý là cũng không. Màu đỏ sơn cho nó sang. Cứ chơi thôi con với nhà nha, hôm nay là cho nhà ra gặp ăn hết. Nó chơi cơm mà ăn nha. Uống không? Đi với tiền làm gì nè, tiền nè. Nãy giờ đòi tiền làm gì vậy? Nãy giờ đi chơi. Đi mua bánh ăn không? Đi. Đi mua bánh ăn gì? Thôi mẹ, mua kẹo xưa lên. Đi chạy xe gom gì? Đi, hai đứa đi mua bánh ăn. Hả? Thôi mẹ, hai đứa mua hả? Ừ. Hai đứa mua hả? Đi cô đi, chở em đi. Mua cho mẹ cái gì ta? Kẹo á. Kẹo gì? Thịt dừa. Ok. Cái gì mà sáng giờ cứ đòi mua cái này mua cái kia hả? Làm đủ tiền hai tụi bay ăn luôn á. Ôi trời. Mọi người làm coi mọi người. Sáng giờ làm mấy nhiêu tiền hai tụi bay mua một bánh.
Đây là cho chú nó ăn chứ. Đó. Con vịt này. Chín. Ừ. Ừ. Một cây này. Cây này đi. Táp vào thịt vịt kia đây. Sao mẹ? Thôi. Đây. Này. Ủa cho mẹ mà. Cái này nè. Cái này là cái nào cũng được. Ăn đi chung. Ok ăn chung. Cô lo xong. Mẹ mở những cái chai này. Rồi đứa nào á nãy á mọi người có tin là con đứa nào là bưng cái khay đá. Ô hú hú đi chim con nà chứ con nào. Chu có đụng tới không? Không. Chu không đụng tới miếng nào luôn. Đúng rồi. Mẹ coi camera lại nha. Ừ. Chu thấy nó bưng lại tới đây xong rồi Chu dịnh Chu kéo vô. Là sao? Là nó bưng đi đúng không? Nó định để lên kia kìa. Xong rồi Su mới ngưng lại. Su kêu nó là để lên đây đi. Xong rồi nó để lên đó. Xong rồi nó đứng. Nó ngoáy ngoáy cái kia. Xong rồi nó quay xuống. Nó phá cái này. Mọi người ơi, em muốn tắt thở cái con nhỏ này luôn á. Nguyên một khay đá của em luôn. Mà con ná nó ginh. Nó ginh nó ginh từ đây đi lại đó. Thôi là nó không tụ á. Nó tụ nó rớt cái nên dục hết luôn á. Là lòi. Tao đánh hai tụi bay lòi tức luôn. Là luôn ấy nó đi. Tà lanh nó sợ. Không biết đứa nào tà lanh này nha. Mốt có tà lanh dẹp đồ của tôi nha bà nội. Dạ. Nói vậy một cái là hết tim luôn. Thấy cái gừng nguyên cái mặt cái hộp đá mà em hết hồn luôn á. Con à, cái gì vướng á. Nãy ăn phá. Ăn của báo con. Em giờ mới khiêng hai cái thùng kem lên mà mệt quá. Mới là xuân nào rồi. Vậy tắm nó lại. Nhỏ này nó dơ lắm. Nó dơ dữ lắm.